Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam của bạn bè năm châu quốc tế. Hôm nay em sẽ review với các bác là mẫu là Tech Q7. Hôm nay em sẽ review trước là phần 1 review loa Q7 Column. Con này thì hơi chất lượng luôn, cũng hơi đắt luôn. Đây nhá. Thì em vừa rồi có tháo tung ra. Và cấu hình của loa này thì sử dụng nó thuộc dạng nó vô cùng đơn giản. Đấy. 6 củ loa 10 cm. 9-15 cũng phải là 10 đâu, 9-15. Củ loa nhá, của Tech, tất cả củ Tech này. Côn không to lắm, côn có 2,5 cm thôi. Côn của loa mấy con mini bass này là có 2,5 cm thôi. Bên trong phần tần đây. Chúng ta sẽ có một cuộn bass, một cuộn chét và có hai tụ, một tụ 6,8, một tụ 2,2. Chở sứ thì có 1, 2, 3, 3 chiếc, 3 con chở sứ. Và chở nhiệt có 1, 2, 3, con này là 4. Đấy, chở nhiệt này nó sẽ chịu tải cho bát này. Khi đánh công suất lớn quá thì con chở này nó sẽ ngắt, không hoạt động. Các bác nhé, công nghệ của Tây nó thế. Cái con chở bé con này thì nó sẽ vẫn cũng hoạt động. Nhưng vào cái con 15W này, 15 ohm này, đấy. Thì đây, trước mặt các bác đây em sẽ review chi tiết. Đầu tiên là củ tép. Đấy, đây là củ tép. Từ neo, tất cả đây nhá, củ loa đây từ neo. Củ loa tép này như em được biết thì củ này của thương hiệu là GCF. Đấy. Tech họ đặt. Đấy. Tech D14 ốp nhựa, không phải ốp nhôm. Bé này ốp nhôm thì tốn tiền lắm. Côn đây, côn có 3,5 cm. Bé tí trong lòng bàn tay. Nhưng mà lại là dây nhôm dẹt. Đấy, chà chà. Mỗi khi được review mỗi dòng loa cao cấp đâu đúng không các bác? Đây là phần củ tép cối nhựa nha. Đấy. Côn có 2,5 cm nhưng mà dây dẹt thế mới kinh này. Đây là phần củ bát này. Ô chết rồi. Bát này như là có mấy con này hình như là bị khói hay sao ấy. Không kêu hay sao mà lại thấy là anh Trung Quốc anh lại câu dây này. Đấy, thấy câu dây này cái là ăn mất tiền này. Đấy. Em sẽ xem cái côn này. Côn con này xem nó hơi khó các bác ạ. Côn của cái loa này xem hơi khó tí. Côn con này là côn dây tròn. Câu dây này nó mất tiền rồi. Ai con này nữa. Đây nữa. Thôi chết rồi. Lô này vỡ mồm rồi. Lô này là không còn cơm ngon canh ngọt nữa rồi. Thế này là đi rồi. Đi hết một đàn rồi. Đấy, các bác nhá. Em xem luôn là con này côn nó còn đẹp không. Nhiều con côn thì nhìn nó còn con này cũng được. Nói chung là lô này là về không được ngon lắm nên là giá là cũng cố gắng cho các bác tốt nhất thôi. Tech Speak. Này loa zin của nó thì nó sẽ có giắc cắm này và loa mà nó lại có cái dây nó câu thế này thì chắc này. Vỡ mồm rồi. Lô này không ổn. Không ổn các bác ạ. Toàn bị Trung Quốc nó nửa. Quả này rất là đắng luôn. Em thử thì vẫn thấy kêu nhưng mà sao nghe tiếng điêu điêu thấy ít bát lắm. Nghe tiếng nó không được dày tiếng lắm. Thế thôi mở ra thì như này hết phim rồi. Đây một chiếc này nữa. Cái này thì em chưa tháo. Tí nữa sẽ tháo ra kiểm tra nốt. Các bác nhé. Hôm nay là review nhanh các bác như này. Tech Q7. Cái bộ này thì em bán theo bộ nhá, là một súp và hai cái cây Tech này. Giá không rẻ đâu. Đấy, giá của bộ này là 10 triệu rưỡi các bác nhá, bao ship. Các bác nào kêu đắt thì tùy. Bên em bán như thế thôi. Nói chung là 10 triệu rưỡi là rủi ro rất là cao, nó còn bảo hành cho các bác 6 tháng nữa. Riêng loa mà active là bảo hành, còn riêng mà các kiểu như là dây riêng hay là loa full ram bình thường này hay là súp em không bảo hành, các bác đánh quá công suất em biết làm sao được. Riêng đẩy thì em bảo hành. Đấy. Còn loa là không có bảo hành, nói nhanh đấy. Loa nếu như zin thì nói là nguyên zin, cam kết các bác là nguyên zin. Còn nếu mà thay thế thì nói luôn. Nhưng cái này lô này các bác nhìn này, nó có dây nó cọng, dây nó câu ở đây thế này thì thôi xong. Infinity Endgame. Đấy, hết phim luôn. Đấy. Củ tép thì ngon nhá. Củ tép vẫn vẫn quát kinh rồi. Thôi cái này em phải nám lại thôi, xong bắt đầu là mới test thử cả bộ được.
Đấy, ok các bác nhá. Bây giờ em sẽ tháo nút trước kia ra cho các bác cùng xem. Đấy. Phần 1 của cái bộ tách này nghe chừng không ổn lắm. Đấy. Hôm trước thì thấy bảo là mối tình này mối tình Thượng Hải, nhưng hôm nay mở ra như này là mối tình Thượng Cảng rồi. Thượng Hải cái gì nữa. Không được đẹp như mơ nữa đâu các bác ạ. À, chia sẻ luôn các bác nhá. Hộp con này là hộp nhôm. Đấy. Một khung nhôm đúc nguyên khối. Có bên trong là cái loại bông này mà ngày xưa các bác bảo là cái bông loại này là bông rẻ tiền này, các bác không thèm lấy này. Các bác bảo là cái bông này là bông thể rẻ tiền cho không thèm lấy này. Cái bông này ngày xưa các bác kêu này. Đấy. Mấy anh em thợ kêu bảo nhìn cái bông này là không muốn mua này. Đấy. Bây giờ xem có mua không. Đấy. Bây giờ cái bông này lại trả tràn trề Việt Nam xem. Việt Nam đầy người bán. À, ok, nên mình sẽ tháo nút cái loa kia ra cho các bác xem chứ. Nhìn này có vẻ không ổn lắm rồi. Đây các bác xem nhá. Thì ở đây là cái chiếc loa thứ hai thì con này chắc là đời trước đời sau rồi. Con kia thì mặt này nó bằng nhôm. À, nhưng con này thì mặt này lại bằng gỗ. À, nên là nó dùng ốc vít bốn cạnh này. Đấy. À. Thì em sẽ tháo cái cụ tép ra cho các bác cùng ngắm nhá. Xem là cái cụ tép này nó xịn như thế nào hay nó đẽo như nào. Đấy. Các bác là mua hàng nó cứ phải hoàn toàn yên tâm. Có sao nói thế. Bộ này thì thành ra là giá này đắt rồi. Nếu như nó đồng bộ loa như nhau thì lại ngon. Còn đây cái này đời trước cái đời sau thì các bác mua ở đắt. Ốp nhựa này. Đấy. Đây con này thì côn của nó là dây nhôm dẹt nguyên zin nhé. Côn dây nhôm dẹt nguyên zin quy cpat này. Tự neo ok. Con này nó tự được nó hút kinh không các bạn ạ. 500 neo. Đây cụ nó ba đây các bạn nhìn này. Cụ loa thì như nhau, có cái là mạch phân tần này, nhìn màu nó khác, mạch này cũng có chữ tách nhé. Đấy. Linh kiện vị trí cuộn cả các cái như nhau. Con kia thì cuộn đứng, con này cuộn nằm. Con này nó mỏi chân nó phải nằm ra. Con kia thì nó không biết mỏi chân nó phải đứng. Đấy. Bông này là những cái dòng của Nhật nó mới dùng này. Nhật thì người ta tiết kiệm, tức là tối hóa những cái gì đang có ở tại đất nước. Đấy. Chứ không phải như là một số nước khác là toàn đi nhập rác từ nước ngoài về. Việt Nam là nhập rác từ nước ngoài về này, mất điểm này. Đấy. Đây nhá. Bông toàn cái kiểu là bông chăn chiên ngày xưa ấy các bác nhé. Bông này bên em cũng có nhé. Đây củ nó bát đây. Con này thì ngon, củ nó bát tất cả nó không có dây nó vòng. Đây nhưng con này thì nó bị mất điểm này. Đấy. Ok. Thì đây là chiếc thứ hai nhá, em đã tháo ra và kiểm tra. Thì loa tất cả là đều sống nhưng cái nô này phải kiểm tra lại xem là cái bát nó có chết không. Đồng hồ đo thì em không có để sẵn bên này nữa, em để bên kho bên kia rồi. Đấy, thì này tí nữa phải kiểm tra xem như nào. Nên là các bác nào mà còn lấy bộ này thì em cũng lấy luôn nhá. Giá là em lấy về nó đắt lắm rồi. Em bán cho các bác 10 triệu rưỡi cả bộ này. Các bác nào lấy thì alo trực tiếp cho em. 10 triệu rưỡi là bao ship. Đấy, là lấy về là nó báo có hàng thôi. Không biết là sống chết nào. Mấy anh Trung Quốc hơi thâm tí. Đấy, như thế này thì bán lại mất khách rồi. Cũng y hệt như cái đồ này. Về là nó liên thuyên ban nháo này. Nhưng về nhiều con nó bị vỡ khung xương, sập từ. Đấy, vỡ bát. Cái phải chịu rồi. Buôn cái này không lãi được các bạn ạ. Buôn mà lấy mà lãi mỏng quá là không đủ cái tiền mà bổ nỗ các bạn ạ. Ôm to phát là chết ngay. Tốt nhất là có khi là sau là cứ ăn lại cho ông khác cho chắc chắn cho nó yên tâm chứ. Chứ ôm một phát to cái là bắt đầu là dãy đành đạch chết tươi. Đấy. Ok nhá, thì các bác nào thích dòng này thì liên hệ trực tiếp với em. Cả súp cả cột là 10 triệu rưỡi. 10 triệu rưỡi cả bộ này. Nói chung giá này so với thị trường nó rẻ hơn tí nhưng mà bán các bác cũng không yên tâm lắm. Tâm sự thật mà các bác. Đấy. Nói đúng không phải nói đùa đâu. Nên như thế này người ta gọi là ngon không đến lượt ăn. Thì đúng thật. Cái câu này thì em công nhận. Những nô nhìn trông khá là ngon này nhưng mà đến lượt em ăn thì nó không ngon tí nào.
Nhìn thì ngon thôi chứ còn ăn vào nó không ngon tí nào. Toàn xương này. Đấy. Mấy anh Trung Quốc cho quả này thì cũng hơi 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 đáng kể cuộc tình. Ok, đây là phần 1 nhé, giới thiệu các bác Noclum, nội thất bên trong có những cái gì. Phần 2 em sẽ giới thiệu các bác này cục tách này, nãy review. Đấy, xong là phần 3 thì em sẽ test cả bộ. Ok không ạ? Đấy, các bác nào quan tâm đến combo này thì liên hệ trực tiếp với em nhé. Đặt hàng trước đi, các bác nào thích đặt hàng trước đi. Đấy, ok các bác nhé. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.